Nhung xin chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay Nhung làm thịt nguội chay. Trông rất là ngon và dễ làm. Nếu các bạn thích cái món này, cùng vào thực hiện với Nhung nha. Bạn nhìn nó ngon nè. Giống như thịt nguội mặn mình á. Nó có mỡ, có thịt. Các bạn có thể ăn với mì hoặc là chiên lên, ăn cũng ngon. Lát nó mỏng nha. Đúng thịt nguội mình à. Các bạn nhìn là nó ngon quá. Nó có cái lớp da ở ngoài đó, thấy không? Nhưng mời các bạn nè. Nguyên liệu gồm có ở đây là bột năng. Nhưng ví dụ 100g bột năng, 70g bột gạo. Ở đây là thịt chay, Nhung sử dụng 100g thịt chay khô, Nhung nó ngâm nở rồi các bạn. Đây là mì căn Nhung làm ra là còn khoảng chừng 230 g, là nửa ký lô bột á. Lát nữa mình sẽ xay ớt bột nha. Nhung lúc nào cũng dùng cái bột mì này để làm bánh mì các bạn. Đây là bột tỏi, ớt bột, muối, gia vị, bột nêm, đường. Đây là một lon nước dừa. Đây là hành khô. Nhung sẽ dùng một gói rau câu nha các bạn. Một gói nó là 25 g. Đây là 25 g. Giờ trước tiên Nhung sẽ cho cái mì căn vào trong máy nha các bạn. Mình sẽ cho một muỗng cà phê ớt màu, rồi là ớt bột các bạn. Nhung sẽ cho một muỗng rưỡi, cho 1/4 muối. Giờ Nhung chuẩn bị xay các bạn. Này các bạn, nếu mà trường hợp nó chưa có đỏ hẳn nữa thì lát mình có thể mình tha ở bên ngoài cho nó đỏ đỏ thêm. Giờ mình cho vào bao nha, cho vào bao đây Nhung ép giống như mọi lần Nhung có làm đó, thì ép nó ra đắp thiệt mỏng mình cán. Trước tiên bây giờ Nhung sẽ cân bột năng 100 g. Giờ Nhung sẽ cân bột gạo 70 g. Bột là tức là 170 g. Cho một muỗng cà phê đường, 1/4 muối. Còn cái phần thịt á, mình sẽ nêm một nêm các bạn. Nhung sẽ dùng 3 muỗng cà phê, tùy thích các bạn nêm nếm nha. Mình sẽ lát mình trộn đều. 1 muỗng cà phê bột tỏi, 1 muỗng cà phê đường, hành khô mình cũng dùng 1 muỗng luôn. Ở nhà Nhung làm đồ khô, sấy khô để Nhung dùng làm nấu ăn nha. Rất là tiện lợi luôn. Bây giờ mình Nhung ra trộn cho nó thấm vô nha các bạn. Bây giờ nó thấm rồi, bây giờ Nhung sẽ làm phần bột sau. Bây giờ Nhung muốn cho rau câu vào đây luôn. Giờ Nhung muốn trộn đều lên. Cho nước dừa hết vào đây luôn nha. Giờ Nhung sẽ dùng ở đây một lon nước thêm nữa các bạn.
chảo nóng rồi mình cho chút xíu dầu thôi các bạn, khoảng chừng muỗng canh thôi. Xong rồi mình cho thịt vô xào sơ. Xào sơ khoảng chừng 1-2 phút thôi cho cái tỏi với lại gia vị cho nó thấm vô thôi. Rồi tắt bếp. Có cái tỏi thì nó rất là thơm, xào nó lên thì nó sẽ thơm hơn. Giờ Nhung bắt cái nồi bột ở đây, Nhung khuấy trùng cho nó hơi sệt sệt chút nha. Thấy khi nào nó đặc thôi nha. Bây giờ các bạn thấy giờ nó chuẩn bị nó sệt rồi nè. Giờ mình tắt bếp được rồi đó các bạn. Hồi nãy đóng cục đó, các bạn nhắc xuống rồi đó. Để các bạn đánh lên, đánh cho nó mịn. Nãy nó ốc trâu á. Bây giờ mình đánh lên gì nè. Giờ các bạn thấy nó mịn không? Bây giờ cái phần thịt này các bạn cho vô đây nha, nhưng mà phải chừa lại một ít nha các bạn, để mình làm cái phần mỡ ở trên. Mình chừa khoảng chừng 2 giá rồi mình cứ trộn lên. Giờ Nhung lấy ra Nhung cán cho nó đều. Mình chép mỏng rồi nhưng mà mình làm được hai cái nữa các bạn. Nhung làm được hai miếng luôn. Nè, hai cái bao luôn nè. Thấy gì chứ cũng nhiều lắm. Các bạn muốn cắt ra cái góc á, các bạn cứ lấy ra vậy nè. Cắt để lấy ra cái bao ra. Bây giờ cái phần mỡ này các bạn. Thì nếu mà trường hợp hai đòn á, thì mình chia ra làm hai. Làm một cái ở đây mình lốt ngoài. Chát cho nó đều lên. Bây giờ mình sẽ cuộn lại nha. Đó. Cuốn tiếp. Các bạn đâm 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 nó vô nha, đâm nó cho nó hết cái vòng vòng cái miếng thịt nguội của mình á. Mình cuộn nó xong rồi mình đâm nha. Còn cái hộp thì các bạn gói lá thì không cần nha. Bây giờ mình cho bao ni lông chấm thớt nó nhỏ quá các bạn, mình cho trả lên bàn này luôn. Rồi các bạn nắm cái này nè, rất là tiện luôn trong cái bao này ha. Rồi các bạn cứ xoay tròn vô, nó có cái bao này nè, mình cứ quấn vô thôi. Đó, gì đâu. Còn mấy cái này nó không sao nha các bạn. Nếu mình cho cái này vô thì nó sẽ có ngấn. Giờ nó làm được hai đòn các bạn. Giờ cũng cho vô sửng nha. Bởi vì mình làm cái bột nó chín sẵn trước hết rồi, thịt nó cũng chín rồi, mình chỉ cần cho nó cứng lại thôi. Giờ Nhung đã bắt lên hấp rồi các bạn. Bây giờ mình đã hấp xong rồi các bạn.
Cái thịt nguội này nó mình nó có vừa mỡ nè, vừa có cái da của nó nè. Các bạn cái bao này là Nhung dùng cái bao này để chịu nhiệt nóng nè các bạn. Cho nhiệt đi sống cũng được nè, hấp cũng được, Nhung dùng bao này nha. Nếu mà các bạn không có cái này mình gói lá cũng được nha các bạn. Giờ Nhung sẽ cắt thử nha các bạn. Tháo cái bao ra thôi. Bạn nhìn thấy nó ngon. Giờ em sẽ cắt ra nha. Các bạn cái chiên hoặc ăn sống, chiên thì nó ngon, cho ra đĩa. Đây là cũng cái thứ hai. Các bạn cái chiên. Các bạn nhìn là nó ngon quá. Nó có cái lớp da ở ngoài đó, thấy không? Nhưng mà các bạn nè, nếu các bạn thích thì các bạn có thể cho tiêu, tiêu hạt á các bạn. Rất là béo luôn các bạn. Nó có dừa. Bây giờ thịt nguội mình đã xong rồi các bạn. Nhìn trông nó hấp dẫn và ngon nè. Giờ Nhung xin dừng video tại đây nha. Nhung hẹn các bạn video kỳ tới. Nhung chúc các bạn được sức khỏe dồi dào, trong thanh an lạc. Xin chào.